Rồi, chào đến các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn kho bếp của mình nha các bạn. Mấy cái bếp ga mình mua nè. Mình để dành dự trữ nè. Hôm nay mình sẽ làm mình chế đồ nha các bạn. Bếp này mình mới mua ngày hôm qua cái bếp với cái bàn ủi nha các bạn. Bà kia bà đem ra bà bán luôn, mình mua luôn. Thì cái bếp này mình mua 15.000. 15.000 mà mình lấy cái con chó mình thay được 20.000 nha các bạn ơi. Còn cái chó cái con cò trong cái bình hơi này nè. Đó. Con cò ở đây nè. Thì mình mua 15.000. Cái điếu này còn ngon nha các bạn. Điếu này còn im nè, mình mua mình lấy cái điếu cũ này lại cũng được nè. Ngoài ra thì nó còn cái được cái mỏ. Cái mỏ này thì nó cũng tiêu hết rồi. Đó. Giờ mỏ này mình nhà cũng hiếm nha các bạn. Mình bán hết trơn, mình soạn sành bếp bán hết trơn rồi lát mình chế, mình chia sẻ các bạn mình chế cái bếp. Rồi bây giờ mình để cái này đắp qua kia để mình chế nguyên một cái bếp nha các bạn, từ điếu cho lớn nha các bạn. Đó. Rồi cái này mình mua được cái bằng ủi nữa các bạn. Để mình thử coi người ta nói còn xài được, để mình thử coi còn xài được không nha các bạn. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cái bàn ủi này mình mua có 10.000 nè. Mà nó để cái gì hiệu xịn nha các bạn, sáp nha, ghẻ tăng nè. Này dây bọn đồ cũng im lắm các bạn. Để mình thử coi, mình không đo điện luôn nha các bạn. Mình dặn trả gì không, mình không đo luôn nha, mình thử luôn, nếu mà còn ngon thì mình sẽ mà trà nhám lại. Rồi mình kiếm điện rồi đó. Rồi để mình dặn lên thử cho nó cháy không nha các bạn. Im các bạn ơi. Hỏi này im. Còn nóng này. Nè. Thử cho nó nhảy không nha. Đó, mình dặn lên cái số số 1 nè. Còn xài để dành xài nha bạn. Còn ủi này cũng có 10.000 mà của hiệu sáp luôn. Ê, đã tới giờ mình la phải không? Rồi cái này mình để bên nha bạn, chừng nào mình làm mình chia sẻ bạn nha. Chứ giờ mình quay qua mình lo cái công việc mình chế mấy cái clip các bạn. Làm mấy cái này thì nó hơi có bụi, mình nên mình lót cái bao mới vô đây nè bạn. Rồi mình đầu tiên thì mình cái này mình lấy cái đó rồi nên thử là mình không có làm. Bây giờ mình phải lấy cái này, cái nồi này mình thử coi cái nồi này còn ngon không nha các bạn. Rồi mình sẽ chế cái bếp này nè các bạn, quyết định mình chế qua cái bếp này nha, tại vì cái bếp này nó còn ngon nè. Mình chế này là cái này mình làm sẵn nha các bạn, từ điếu bếp ra lớn nha các bạn, điếu bếp dữ luôn nha, này điếu inox nè, mình đã làm sẵn rồi nè, hôm bữa mình làm sẵn rồi, mình chưa có làm, bữa nay mình làm luôn cho các bạn xem. Mình làm cái này để dành xài đồ ha, hoặc là mình đem bán cho khách đồ cũng im lắm, người ta khoái lắm, người ta thích lắm. Mình chế mình bán mấy cái các bạn, mình bán 150.000 cái bếp á, nhưng mà có một cái mình quay mình làm mình chia sẻ các bạn cho vui thôi, cho bạn ấy thôi, chứ còn mình chế cái này mà bán 150.000 cái bếp thì nó hơi cực, cũng không có lời lớn gì, như cái công phu nó hơi cực đó các bạn. Mình sẽ để này quên đi ha, mình sẽ tháo cái này ra. Ồ, mình để còn nơi cho các bạn đây. Cái món đồ cần thì nó có lúa ở đâu. Đây mình tháo cái này ra ha, tháo này ra.
ra mình thử ra cái bình ga nó còn ngon không nha các bạn, coi nó có xì ga rồi ngon không nha. Chắc cái quạt này mở quạt trên cho nó đỡ ù. Rồi mình nhận máy rồi nè, cho nó nhanh. Bếp này mình mua gì đó bạn, mua mình thấy cái ổ này còn im ha, thấy cái ổ này còn im lành, mua có 15.000 cái rồi, nó bể gì kệ nó đi, không cần thiết. Mình mua về chủ yếu là cái ổ thôi, mình lấy cái ổ này mình thay cũng được, cũng có lời nha các bạn, thay cho khách cũng có lời. Rồi vỏ này nhiều khi mình thay rồi đã đời mình bán phế liệu cũng được. Đây mình lấy chai ga của mình đây nè các bạn, mình kỹ nha. Ga mình là chai ga này, chai ga bằng oxy nha các bạn. Thấy nó cũng dở các bạn ơi, không dám mấy, không dám xài khơi khơi. Bữa hổm mình đem đi bơm rồi nè, ga bằng inox luôn. Im các bạn ơi, im ngon lành cành đào luôn. Cái này đầu tiên mình sẽ xả cước đồ hơi ha, mình gáp vô đi, gáp vô cái này đi rồi mình sẽ xả cước hơi. Rồi, mấy thằng này mình sẽ lấy mặt nạ ra nè, mặt nạ dưới nút đồ qua ha. Mỗi cái lấy miếng nè, đem qua gáp vào thành cái ít nữa các bạn. Này bị quéo rồi. Rồi, mấy này mình quăng ra. Mình lấy cái motor này vô mình xả các bạn ơi, xả sơ nó cái nha các bạn. Xả sơ cho nó sạch lại. Có tình hay không ạ? Rồi xong, mình cái phần này mình chỉ xả sơ thôi nha các bạn, xả sơ cho nó sạch sẽ rồi rồi mình tiến hành mình gắp. Gấp vô. Giúp
bếp Nga mini này nó một loại một các bạn ơi, mà mình mua nó giống nhau, mình gắp vô là y gan nè. Mấy cái bình mấy cái ổ này là nó y gan nè. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Vi Chai hay hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bếp này mình có chùi lau sơ sơ rồi nó cũng đẹp, nên chế vô đây nó im hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái điếu này, sẵn mình xả cước cái này luôn các bạn ơi, mình hái vô ha. Đỡ rồi. Xả luôn sơ sơ nó cho nó sạch, nó đẹp. Có máy sẵn mình làm nó cái gì nó cũng tiện hết trơn các bạn. Cái motor xả cước này nó nửa ngựa. Xả mới thì đánh nó IC nó vô dễ hơn, nó ăn lửa hơn. Quá đẹp các bạn ơi. Cái này bằng nó bằng cái nắp, nó không bao giờ nó xét đâu các bạn, nó chỉ bị dơ bụi thôi, bụi bám vô thôi chứ nó không bao giờ xét nha. À, quá đẹp, ngon lành cành đào luôn các bạn. Không biết bắn vít nó lủng không nha, mình sợ bắn vít không lủng là hơi mệt rồi. Rồi để mình gắp vô nha các bạn, gắp thử nha, canh vô coi nó ngay không nha. Cái này thì nói chung ra mình đập dẹp, mình cho cái miếng của nó vô cũng được, mình cho cái miếng của nó vô mà mình đặt ngược lại các bạn, đặt cho sát vô để mình thử, rồi nó thử trước rồi nó cháy lửa nó im không nha các bạn. Mình soạn đồ, bá đồ soạn để từ lửa cho các bạn. Cái này nữa tính sao đi, cái bát này nữa tính sao đi. Giờ mình test thử ra cho nó ngon không nghe các bạn. Từ bếp ga lớn là mình lấy ra mình chế bếp ga mini xài. Để mình test thử nha các bạn. Đẹp các bạn ơi, lửa quá đẹp rồi. Nè. Lửa đẹp nhất bạn. Tại mình có cái cây quạt các bạn nên thành thử cho nó lấy nó hơi gió chút xíu. Đó. Quá lửa quá đẹp.
này nữa mình ấy lại cái nữa rồi. Nữa không mạnh. Bít mấy cái lỗ lại. Cái này nó bị dư hơ các bạn. Đó, bít lỗ lại là nó lửa lên đẹp cực kỳ luôn. Thấy không? Mình xài mình chế gì xài cho người ta dù cho dù người ta có đốt than hay chăng nữa nó cũng bền nữa mà. Chủ yếu là mình canh nha các bạn. Mình lấy cái mỏ mình canh đặng mình mới bắn dứt được. Cái mỏ này nè. Bây giờ không có cái mỏ nguyên rồi, giờ lấy cái mỏ hư canh đỡ. Mình phét lỗ được hay không nha các bạn. Này thấy chắc bắn lỗ hơi chua đó. Cái điếu đó là điếu to inox. Đây mình xài dứt bắn nè, bắn luôn nè. Thử có được không nha. Chấm chỗ mình bắn cho nó mau cho dễ. Một quạt gì mình mua 10.000 hết hả? Mua để dành xài. Già nóng. Trước khi mình bắn nó mình lấy cái này ra coi được không nha các bạn, chứ giờ nó kẹt mình bắn khó lắm, khó bắn lỗ. Ô ra nè các bạn. Nè, cái này nữa mình cần mình xả lại nè các bạn. Nè, giờ bụi nè, ố. Đó nó dày lắm các bạn. Điếu này inox này không biết bắn được không. Ồ, đúng rồi, quá ngon quá ngon. Những lũng là được. Đây là nó. Này mình xả lại cái nữa nghe các bạn, cho nó đẹp luôn. Cho đẹp luôn. Rồi xong rồi. Còn tới chỗ này nữa nè. Cái chỗ này nữa nè, mình tìm cách mình sang cái chỗ này cái nữa nè. Phải có phải bắn nó mới được, không bắn nó đâu có bắt giết được. Ăn ăn ăn. Miễn ăn vô là được các bạn. Đó. Ngon lành. Rồi, mình xả lại cái nữa các bạn ơi. Chịu khó mới được. Làm là tại vì mình gắn vô á, là gắn vô nó cố định luôn rồi. Mình phải xả cho nó sạch luôn nó mới đẹp lửa được, xài luôn. Đó. Tháo ra thì thôi, tháo ra thấy thì mình cũng phải làm luôn.
cái loại nhôm tốt đó các bạn, mình xả cái nó sạch, nó không có bị đen nha. Còn cái nhôm giảm đó, cái xả vô nó đen thùi. Quá im. Xả cái đầu mới cái đó. Rồi, quăng một bên. Bắt đầu làm. Vô. Nó làm ok các bạn ha. Cái con ốc này lúc nào nó cũng ngay cái đầu luôn các bạn, nó chính xác của nó, không phải chính xác cái gì, chính xác nó ngay cái lỗ thôi. Khóa lại đừng cho nó xuất ra. Rồi bây giờ mình bắn nước vô. Dứt cục nó này. Làm một món đồ có công phu các bạn ơi. Rồi một em. Rồi hai em ngon lành ha, để mình test lại cái cây ngon lành các bạn ơi, quá ngon. Bụng hay bụng cái lỗ lại mấy lửa mới im. Vậy là nó thiếu nó còn dư hơi các bạn. Bên mấy cái đĩa cũ nó có cái bát mới mình có luôn. Cái bát mới có luôn mình để đâu bên kia rồi, nữa mình lấy mình để vô đây cái mình chỉnh nha các bạn. Mình thọt tùm lum hết trơn, bỏ tùm lum hết trơn. Bây giờ mình chủ yếu là mình dắt IC xiết thì vô. Tận dụng từ đồ cũ hết luôn nha các bạn. Ơi IC nào còn ngon thì mình dắt vô luôn. Nó cháy không? Cháy là mình lép vô. Đó. Đó ngon, đó ngon. Đây, mình lấy đầu sành mình để vô. Có lỗ sẵn dặn vô nó dễ. Chà, chà, cao dữ các bạn ơi. Cái này nó cao nè. Nó cao vậy là mình phải giờ cái chân lên đó các bạn. Mình giờ cái chân bát này nè. Mình bắn lỗ vít khác nha các bạn. Bắn lỗ khác. Bắn lỗ chết trên chút.
chế gọi là nó chế đủ thứ. Rồi là các trường chế, rồi là nó chế trường lương hết. Mỗi cái mỗi chế. Chế căng súng nó xài luôn chứ không có kiểu mà cột lên hoặc là bắt đại là không được, bạn làm nó cho nó chắc chắn luôn. Đúng thời luôn. Quá ngon luôn. Nè các bạn, bấm IC nè, đó, nghe bồn thấy không? Rồi bây giờ tới giai đoạn mình sẽ gắn cái nắp này vô. Đó. Này gắn vô nữa mình chùi lao sau nha các bạn. Nó hiện giờ là nó bụi rồi. Nó bụi sơ sơ nó lấy rồi. Vệ sinh nó sơ sơ đi. Mấy con IC mà các bạn muốn phục hồi mà lâu ngày, các bạn mà trong nhà các bạn này mình chia sẻ nha. Anh em nào mà xài bếp ga mini ở nhà mà nó bật lên mà nó tụt luôn á, nó không có ăn á, nó không có nghe cọc cọc nữa thì nó tụt cái này nè các bạn. Lâu ngày nó khô quá đó, nó tụt á, mình cho một miếng nhớt vô mình đưa ngược lên. Mình bấm lên bấm xuống hai ba cái là nó sống lại nha các bạn, nó nhảy lại, nó nhảy lại gì nè. Mình bắt nó lên nó tụt luôn á, tụt lúc luôn á. Mình cho nhớt vô. Với lại mình cho nhớt vô con IC nó không có hư nha các bạn. Nó bảo vệ cái nhớt, nó bảo vệ con IC mình trong khi mình rửa nước đồ đó các bạn, nó không bị hư. Còn bếp các bạn mà rửa nước cái nó không có cái chất dầu vô đó bảo vệ con IC nó sẽ bị xét cái lò xo nằm ở trong á. Thì mình bật nó không được, nó bị xét rồi nó hư luôn các bạn. Thường thường ta rửa nước nó mới hư con IC nha các bạn. Chứ IC á, xài á, lâu ngày nó bị yếu thôi. Yếu là đến nỗi mà bật nó không cháy nữa, người ta mới thay IC khác. Còn bình thường á, thì nó không có hư bậy vụ đó. Trừ ra mình rửa thôi. Nè con IC nó lấy cho ra ra các bạn. Chè ga này nó gần nửa kg các bạn. 245g vỏ ga. Đây nè, con IC nằm đây nè. Đó, các bạn chỉ cần nhỏ giọt dầu vô đây, với nhỏ giọt dầu vô đây là bao chống phật luôn nha. Lâu ngày biết các bạn mà bị phật hoài á. Đó. Như cái chè ga mà các bạn đi đổi người ta đó, ta sơn nước sơn chống xét á, nó dính đây nè. Lấy dao cán vàng mình cạo nhẹ cho ba hết trơn, nước sơn nó có cái lớp bóng á. Nó không bị gò rỉ cái hơi ga ra ngoài nước sơn, nó không bị phật bậy nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình căng bằng lại, mình gắp cái nút ra vô luôn. Đó. Nó ngay cái nút tắt, ngay cái tắt là mình gắp vô luôn nha các bạn, dẫn ốc vô. Đó. Bật được nè, còn ngậm ga.
với lâu ngày mà các bạn mà nấu cái chai bếp ga mà nó nửa chừng mà nó xài mới có nửa chai ga mà nó không còn không hết đó các bạn, không hết mà nó còn hơn một miếng dầu ga, miếng ga mà nó báo hết bố hết hoài đó ha, làm lâu ngày nó các bạn đè xuống như nè, cái này nó sẽ bị cong ẩm ra nha các bạn. Mình lấy kìm mình bẻ ngược vô nè để chỉ cho anh em coi nha, ví dụ nó cong ngược cái miếng này nè, nó dẫn ra thì mình sẽ bẻ cái ngược cái này vô nè các bạn, lấy kìm bẻ vô nè, đó bẻ ngược vô nè, đó bẻ ngược vô đó, hơi hơi vậy đó cho nó cong chỗ vô lại, đặng nó cong chỗ vô lại, nó cong gì nè, nó kéo cái chai ga lại đó, nó kéo cái bình ga các bạn nè, lâu ngày nó quát ra gì nè đó, nó không đẩy chai ga tới được á, bẻ nó được cong lại chút xíu gì nè, nó kéo chai ga vô, trong khi mình đè xuống nó kéo chai ga sát vô, đơn giản hả các bạn ơi. Đây xong rồi, mình đã làm hoàn chỉnh cái chế, hoàn chỉnh cái bếp ga từ cái điếu bếp ga lớn qua nha các bạn đó. Các bạn xem thấy kênh anh Thợ Gia Chai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ mấy cái mỏ này mình hết rồi, bây giờ buộc lòng mình để cái mỏ này đỡ luôn các bạn ơi, để mình xài đỡ luôn chứ còn nữa mình lấy kiếm mỏ khác nha. Rồi này mình chia sẻ anh em thôi chứ còn mình còn chùi lao lại nữa bạn ơi. Hoàn chỉnh cái điếu bếp ga lớn mà chế qua từ bếp ga lớn chế qua bếp mini nè các bạn. Các bạn xem thấy kênh anh Thợ Gia Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi mến chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn, có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem thì nó có hơi dài dòng đó các bạn thông cảm nha. Chào tạm biệt các bạn.